kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả theo dõi chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi. Luật di sản văn hóa được Quốc hội ban hành năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009. Sau hơn 20 năm thực hiện, việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu. Để tiếp tục thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển mới của hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án luật di sản văn hóa sửa đổi. Trong phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã phân tích làm rõ và đề nghị bổ sung một số chính sách phát triển di sản văn hóa. Tôi đề nghị bổ sung một số chính sách liên quan đến nhân tố thụ hưởng, ví dụ bổ sung chế độ miễn phí đối với các chủ thể đặc biệt khi tham quan các công trình được công nhận là di tích lịch sử quốc gia như người có công với cách mạng, học sinh, sinh viên, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, phái đoàn ngoại giao, người cao tuổi. Vì mục đích chính của hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa là hướng đến giữ gìn, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Ý kiến đại biểu cho rằng hiện nay chính sách cho bảo tàng ngoài công lập của nước ta đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và xu hướng phát triển. Hành lang pháp lý đã có nhưng chưa rõ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến điều kiện tiêu chí xếp hạng những bảo tàng ngoài công lập. Trong dự án luật di sản văn hóa sửa đổi lần này, vấn đề điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập được quy định tại khoản 2 điều 64 thì vẫn còn chung chung. Việc cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập được quy định tại khoản 2 điều 66 thì theo tôi là cũng chưa cụ thể và rất khó cho các cá nhân doanh nghiệp xin mở bảo tàng. Vì vậy, tôi đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, quy định cụ thể rõ ràng hơn, tạo thuận lợi cho tư nhân mở bảo tàng nhưng cũng là tạo cho các cơ quan chức năng dễ dàng trong quản lý hoạt động. Các đại biểu cũng cho ý kiến về quyền sở hữu và các quyền liên quan tới di sản văn hóa, khu vực bảo vệ của di tích, phân cấp phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, quỹ bảo tồn di sản văn hóa. Trước đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp phiên thường kỳ thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu năm đến nay và cho ý kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Theo đó, thành phố đã hoàn thành việc rà soát nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và báo cáo Trung ương đúng quy định, thực hiện rà soát bổ sung và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo đúng phân cấp quản lý, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử đối với 34 cán bộ theo thẩm quyền, thực hiện quy trình bổ sung 4 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện trên 65.000 tỷ đồng, tăng 11,65% so cùng kỳ. Khách tham quan du lịch đến thành phố đạt trên 3 triệu lượt, tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 3.321 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 8.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu dành thời gian thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, cũng như đề xuất giải pháp để lãnh đạo thành phố, lãnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Cũng trong sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, trước và sau kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận 76 ý kiến kiến nghị của cử tri. Nội dung cử tri kiến nghị phản ánh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố, trong đó tập trung các vấn đề liên quan đến công tác khám và chữa bệnh cho người dân theo bảo hiểm y tế chưa được đảm bảo, công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn thành phố, sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở khu dân cư tái định cư, tiến độ giải quyết 144 khu dân cư tự phát trên địa bàn Ninh Kiều, Bình Thủy. Đến nay, các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân quận, huyện đã nghiên cứu, tiếp thu và có văn bản trả lời đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, 10 ý kiến kiến nghị của cử tri đã tiếp thu và giải quyết dứt điểm.
Tại buổi giám sát, nhiều đại biểu cho rằng việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của một vài cơ quan đơn vị được giao thực hiện còn chậm. Nội dung trả lời còn chung chung chưa đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm. Một số ý kiến kiến nghị của cử tri đặt ra nhiều năm, nhưng một số cơ quan đơn vị chưa đưa ra giải pháp lộ trình giải quyết. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ vừa sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị ngoại giao nhân dân như họp mặt hữu nghị kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba, tổ chức các hoạt động chúc Tết cổ truyền các quốc gia láng giềng Chon Chon Nam Thơ Mây Campuchia, Tết Purnima của Lào, Tết Songkran Thái Lan, tổ chức họp mặt alumni cựu sinh viên Úc và hội nghị về biến đổi khí hậu với chủ đề bảo vệ môi trường và chống chịu khí hậu tại tiểu vùng Mekong. 6 tháng qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tiếp 17 đoàn khách với khoảng 100 người nước ngoài đến thăm và làm việc, triển khai các chương trình hợp tác tại thành phố Cần Thơ. Liên hiệp cũng đã thực hiện 6 dự án chương trình viện trợ phi chính phủ và các nhà tài trợ tiềm năng thực hiện thêm 6 chương trình dự án mới với tổng giá trị thực hiện gần 7 tỷ 500 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm 2024, Liên hiệp tập trung các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, tăng cường công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại nhân dân, cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện chương trình xúc tiến quốc gia, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025. Ngày hội phụ nữ Ninh Kiều khởi nghiệp sáng tạo năm 2024 vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ của Ninh Kiều tổ chức là dịp để chị em phụ nữ được giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế khởi nghiệp với tinh thần đoàn kết phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Tại ngày hội, các cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thuộc 11 phường trên địa bàn quận Ninh Kiều đã tham gia hội thi phụ nữ với an toàn giao thông, trật tự đô thị. Ngoài ra, tại chuỗi sự kiện còn có 12 gian hàng trưng bày những sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ từ các phường trên địa bàn quận, là những sản phẩm của các tổ hợp tác phát triển kinh tế, những sản phẩm ô cốp được xây dựng trong quá trình thực hiện đề án 939. Dịp này còn diễn ra hội thi bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, hợp mặt biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu và tặng 55 phần quà cho phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua phiên chợ lá nghĩa tình. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành danh mục dự án quy hoạch trên địa bàn thành phố, dự kiến tổ chức lập và phê duyệt mới để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó có 7 đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội. Danh mục gồm đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội, khu đất công ty cổ phần xây dựng thành phố Cần Thơ thuê, diện tích khoảng 0,29 ha, đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội, khu đất công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 15 thuê, diện tích 0,73 ha, đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội, khu đất ao, hội nông dân thành phố Cần Thơ, diện tích 1,85 ha. Đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội, khu đất quốc phòng do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ quản lý, chuyển mục đích sang đất dân dụng tại thị trấn Thới Lai, diện tích khoảng 0,7 ha. Đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội, khu đất quốc phòng do Sư đoàn Không quân 370 quản lý, diện tích khoảng 3,18 ha. Đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội, khu đất công ty cổ phần nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ, diện tích khoảng 0,59 ha. Đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội, khu đất khu vực 3 phường An Khánh, diện tích khoảng 0,21 ha. Tất cả các đồ án trên đều dự kiến phê duyệt 2024-2025. Ngoài ra còn 11 đồ án hạ tầng công nghiệp, 3 đồ án hạ tầng, 16 đồ án quy hoạch chi tiết phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, 4 đồ án quy hoạch chi tiết mời gọi đầu tư các bãi đỗ xe công cộng. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đường ống dẫn khí lô B quận Ô Môn họp về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, những thuận lợi khó khăn và kế hoạch thời gian tới của dự án. Dự án đường ống dẫn khí lô B quận Ô Môn đi qua 3 phường Phước Thới, Châu Văn Liêm và Trường Lạc, tổng diện tích đất thu hồi là 7,88 ha, có 219 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó nhu cầu tái định cư khoảng 32 trường hợp. Đã lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ cho 215 trường hợp, còn 4 trường hợp chưa đồng ý cho kiểm đếm. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đề xuất hướng giải quyết các khó khăn và cho ý kiến về công tác bồi thường hỗ trợ đối với các trường hợp có đất cặp sông, cặp kênh rạch thủy lợi, mương công cộng san lấp và kiến trúc. Hội đồng sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ tái định cư, họp xét pháp lý các trường hợp bị ảnh hưởng của dự án để có kế hoạch hỗ trợ theo quy định. Thưa quý vị, mới đây bà con ở khu vực Nam phường An Khánh của Ninh Kiều phản ánh quá trình thi công cải tạo rạch Bà Bộ đã làm sụp lún nước tường nghiêm trọng của một số hộ, gây ảnh hưởng đến sự an toàn và cuộc sống người dân. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Công trình cải tạo rạch Bà Bộ thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị nằm trong gói thầu CT3BVK1.17 cải tạo rạch Bà Bộ, rạch Đầu Sấu, rạch Hàng Bàng và rạch Nhánh Hàng Bàng do Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thi công nạo vét rạch Bà Bộ làm sụp lún nứt tường nhà một số hộ dân. Trước sự phản ánh của người dân, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các bên liên quan đã tiến hành kiểm tra, khảo sát, lập biên bản hiện trạng. Nhưng đến nay đã 10 tháng trôi qua, người dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Công trình bắt đầu thi công thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến hộ gia đình tôi và một vài hộ xung quanh, làm cho cái phía sau này nè, coi như nó là toàn bộ cái sinh hoạt phía sau là bị hư hại hết, nhà cửa bị hư hại, nhà lớn thì bị nghiêng đó. Rồi thu nhập của nhà trọ thì tôi có 8 phòng trọ thôi, thì hư hết 6 phòng không thể cho ở được. Nếu cho ở thì có thể sập bất cứ lúc nào và gây chết người thì sẽ vi phạm về pháp luật. Nên tôi chấp nhận phải không cho thuê trọ nữa. Ban đầu mà mới triển khai thi công thì là đơn vị thi công đã nạo vét nhưng mà quá sâu nên tôi cản, nhưng mà họ vẫn tiến hành làm. Tôi nói không đóng cửa thì nếu mà nạo vét thì sẽ bị sạt. Nhưng mà bên thi công cứ ngang nhiên làm móc sâu quá nên là lúc mà móc rồi khoảng tháng sau bắt đầu nhà tôi bị lún. Mà càng ngày càng lún nữa, lún từ từ. Hôm nay là cái nhà tôi là lún khoảng chừng gần 2 tấc và dạt hai bên dách ra. Nên trời mưa là nó đổ như là thác nữa. Gia đình tôi thì ra phía sau thì không dám ra rồi đó, có con nhỏ mà. Nên là nếu muốn làm gì ra phía sau có hơi ngại dữ lắm, sợ nó sụp, không biết sụp giờ nào. Thi công thiệt hại thì nó nứt nẻ nhà dân, ban quản lý bồi thường chứ mà cho sớm cho giải quyết cho dân. Để cho dân người ta đi làm đỡ yên tâm được. Để hỏi nhà nước nẻ vợ con đi ra đi làm thì sợ nhà nó sụp đổ bất tử. Người dân không biết mức độ mà thường thiệt hại không có, nghe tin tức không nghe mà giá cả gì chứ. Trước đó, vào ngày 3 tháng 2 năm 2024, đại diện chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân phường An Khánh, đơn vị thi công bờ kè, phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn giám định Bảo Định, tiến hành giám định mức độ thiệt hại và lập biên bản hiện trạng. Nhưng đến nay, các hộ dân vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào hay tiền bồi thường thiệt hại từ nhà thầu thi công. Dự án làm thì có xảy ra sụp lún, không có dám sinh hoạt sử dụng. Mong các cấp bên dự án chính quyền có liên quan thì sớm giải quyết cho mấy cái hộ bị ảnh hưởng này, đặng cái tiến độ thi công công trình cho nó mau, cho nó xong hoàn thành cái dự án bờ kè này. Hiện công trình cải tạo rạch Bà Bộ vẫn còn đang trong quá trình thi công, sụt lún xảy ra ngày càng nghiêm trọng nên nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Với sự việc trên, người dân nơi đây mong muốn nhà thầu và đơn vị thi công nhanh chóng giải quyết dứt điểm để người dân có cuộc sống ổn định, an tâm phát triển kinh tế gia đình. Xin được tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình quận Thốt Nốt tổ chức họp mặt kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2024. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2024 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, lãnh đạo quận Thốt Nốt kêu gọi các ngành các cấp đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp và tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Ngoài ra, các gia đình còn tham gia vào các hoạt động như tham quan khu tưởng niệm Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, thưởng thức văn nghệ và xem các tiểu phẩm về xây dựng gia đình hạnh phúc, qua đó góp phần tuyên truyền mọi người cùng chung tay xây dựng lối sống đạo đức văn minh, ông bà mẫu mực, vợ chồng hòa thuận, con cháu hiếu thảo, từ đó góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, gia đình hạnh phúc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận đã tuyên dương khen thưởng cho 45 hộ gia đình tiêu biểu, gương mẫu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, làm kinh tế giỏi và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Các bác sĩ Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt bỏ khối u nang trung thất khổng lồ, chèn ép tim phổi cho một bệnh nhân ở Sóc Trăng.
Bệnh nhân là chị DTGM, 30 tuổi. Trước đây chị M cũng khám điều trị nhiều nơi nhưng không hết. Lần này đến bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long được chẩn đoán là u trung thất có kích thước lớn, chèn ép tim và phổi phải. Khối u vẫn đang tiếp tục phát triển. Sau gần 1 giờ phẫu thuật, ekip bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ khối u nang trung thất to 15cm, mang ra ngoài chỉ qua 3 vết mổ nhỏ, từ 5 đến 10mm. Sau 2 ngày phẫu thuật, người bệnh đã hồi phục tốt, hết ho khan, tự ăn uống, sinh hoạt được, chỉ số sinh hiệu bình thường và xuất diện sau 3 ngày điều trị. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn năm 2024. Lớp tập huấn triển khai các tiêu chuẩn công nhận cộng đồng an toàn Việt Nam, quy trình xây dựng và tái công nhận cộng đồng an toàn, kiểm tra giám sát gia đình an toàn, trường học an toàn, hướng dẫn hồ sơ thủ tục tái công nhận cộng đồng an toàn, phòng chống tác hại thuốc lá tại cộng đồng, hướng dẫn các biện pháp phòng chống và xử trí sơ cấp cứu ban đầu các tai nạn thương tích tại cộng đồng. Theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường Y tế cho thấy, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích, số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích là 6.600 trường hợp một năm, chiếm tỷ lệ 35,5%. Ngoài ra, nhiều trẻ em bị chấn thương phải điều trị tại bệnh viện và thường để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí là khuyết tật suốt đời. Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm các em nhỏ có nhiều thời gian ở nhà cũng như thường xuyên giải trí bằng các bộ môn ngoài trời. Tuy nhiên, dù ngoài trời hay trong nhà vẫn tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn như hỏa hoạn, bắt chước các video gây hại trên không gian mạng, đuối nước, vân vân. Nắm bắt được điều đó, Nhà Văn hóa Thiếu nhi của Ninh Kiều đã tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống miễn phí cho thiếu nhi trên địa bàn với nhiều chuyên đề hấp dẫn, giúp các bé nhận biết nguy hiểm, kỹ năng sinh tồn để cha mẹ có thể an tâm hơn khi các con hoạt động ở nhà hay ngoài trời. Vừa qua, Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều đã chính thức khai mạc chương trình giáo dục kỹ năng sống miễn phí cho khoảng 30 em ở các cấp tiểu học đến trung học cơ sở. Ngày đầu tiên, các em học cách nhận biết bình chữa cháy, báo hiệu khi có cháy, rèn luyện kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Với tình huống giả định là xuất hiện đám cháy trong nhà, các em nhanh chóng thực hiện các bước chống ngạt khói, xử lý khi bị lửa bén vào quần áo và di chuyển nhanh ra khỏi vùng khói lửa. Đồng thời, các em còn được thực hành các kỹ năng thoát hiểm, cứu đuối ngay trên môi trường sông nước. Con thấy lớp học hôm nay con thấy rất là thích. Tại vì con thấy thầy dạy mấy cái kỹ năng đó là kỹ năng đám cháy. Con biết những cái kỹ năng là con được thoát hiểm. Con rất thích học vì lớp này giúp con hiểu biết những tình huống để con biết để con có thể cứu nạn. Là những bạn đang đuối nước, thầy dạy cho con những kỹ năng như là hô hấp nhân tạo, phòng tránh tình trạng rơi xuống nước. Con mong muốn có rất là nhiều lớp học diễn ra để có thể giúp con hiểu biết những điều nguy hiểm. Giúp cho các bé có thể là biết được là những cái nơi cần tránh xa và không có đi đến những cái nơi môi trường nước nguy hiểm như là sông suối, ao hồ, đồng thời là giúp các bé được tự tin hơn về cái kỹ năng của mình. Có thể xử lý được những cái tình huống khi có sự cố cháy xảy ra. Lớp học diễn ra vào chủ nhật cách 2 tuần. Ngoài các kỹ năng phòng tránh đuối nước, hỏa hoạn, các báo cáo viên thuộc những ngành nghề chuyên môn như truyền thông thông tin, lao động thương binh và xã hội, huấn luyện viên bộ môn Taekwondo sẽ giúp các em trang bị những kỹ năng kiến thức an toàn cho trẻ trên không gian mạng, tham gia giao thông an toàn, các cách phòng vệ, phòng chống xâm hại tình dục, vân vân. Cần thiết cho những bé mà đang trong độ tuổi lớn, tại vì với cái sự phát triển của xã hội hiện tại là phụ huynh rất là bận rộn với công việc của mình thì không thể lúc nào cũng suốt thời gian bên con để bảo vệ con được, cho nên là chị thấy là cần phải trang bị cho các bé cái kỹ năng mà tự bảo vệ bản thân mình cũng như là những cái kiến thức nhận biết những cái dấu hiệu nguy hiểm để mà phòng tránh những cái nguy cơ tổn hại cho sức khỏe cũng như tính mạng của bé. Tập huấn kỹ năng này giúp cho các em vừa học vừa chơi và chúng tôi hoàn toàn không thu phí. Vì vậy chúng tôi cũng rất muốn phụ huynh có thể đăng ký cho con mình tham gia hoặc phụ huynh cũng có thể tham gia, rất bổ ích về những kỹ năng được các chuyên gia chúng ta về, thứ nhất giáo dục lại con cháu mình, thứ hai cho các em tận mắt chứng kiến những chuyên gia người ta báo cáo người thật việc thật. Đó chính là vấn đề mà chúng tôi mong muốn gửi đến các em thiếu nhi cũng như quý phụ huynh của các em thiếu nhi. Theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế cho thấy, mỗi năm cả nước có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích.
trong đó có 6.600 trường hợp tử vong. Riêng tại thành phố Cần Thơ, năm 2023 ghi nhận 435 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích. Trong đó có 2 trường hợp tử vong do đuối nước và 2 trẻ tử vong do các loại thương tích, tai nạn khác. Do vậy, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn là một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết góp phần chăm sóc bảo vệ trẻ em. Hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 11 tại quảng trường Phong Điền. Ngày hội nhằm tạo điểm nhấn cho các hoạt động du lịch Cần Thơ, tăng cường giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, giới thiệu các loại trái cây, đặc sản, ẩm thực, sản phẩm du lịch độc đáo của Cần Thơ nói chung và Phong Điền nói riêng, qua đó phát huy loại hình du lịch sinh thái, tạo cơ hội để các điểm vườn doanh nghiệp du lịch kết nối xây dựng tour tuyến thu hút du khách đến Phong Điền. Ngày hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 7 với khoảng 18 hoạt động. Các hoạt động chính gồm lễ khai mạc, diễu hành xe điện và trưng bày xe, hội thi trưng bày trái cây nghệ thuật với chủ đề du lịch Phong Điền. Ngoài ra còn có các hoạt động vui chơi giải trí như các gian hàng xúc tiến quảng bá du lịch, quảng bá sản phẩm ô cốp, hội chợ thương mại, triển lãm ảnh, các chương trình văn nghệ, hoạt động trò chơi dân gian, đua giỏ composite, sàn giao dịch việc làm, ẩm thực, bánh dân gian, chuỗi hoạt động phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các giải đấu thể thao. Tối ngày 25 tháng 6 tại trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ, nhóm sinh viên ngành quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện đã cùng nhau tổ chức dự án Nam Phương Minh Châu với thông điệp giữ gìn và phát huy văn hóa Việt. Đây là dự án tốt nghiệp đánh dấu sự trưởng thành của các thành viên sau hành trình hơn 2 năm học tại trường. Tại chương trình, sinh viên và những người mộ điệu cải lương đã được thưởng thức trích đoạn giữa cải lương Xuân về trên đất Thăng Long nói về nữ tướng Bùi Thị Xuân và phong trào Tây Sơn do đoàn cải lương Đồng Ấu Bạch Long biểu diễn. Tuy chỉ là vở diễn tốt nghiệp nhưng đã thành công khi thu hút hơn 100 khán giả đến cổ vũ. Đặc biệt, chương trình đã mang đến những điều thú vị về cải lương để các bạn trẻ hiểu thêm về những nét đẹp của loại hình nghệ thuật này. Mới đây, tại khu vực Thới Thạnh Đông, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới Long, quận Ô Môn tổ chức ra mắt tổ hợp tác trồng ổi. Tổ hợp tác trồng ổi khu vực Thới Thạnh Đông có 10 thành viên với diện tích khoảng 1,8 hectare. Do bà Nguyễn Thị Hải Châu, chi hội viên khu vực làm tổ trưởng. Tổ hợp tác thực hiện sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các nội dung trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trong việc trồng ổi, tổ chức hùn vốn tương trợ, vốn dây quay vòng cho các hội viên với lãi suất thấp. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã trao 10 phần quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực nhằm tập hợp các hội viên phụ nữ thuộc cùng lĩnh vực sản xuất, đồng thời giúp đỡ chị em hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.